É, não dá, né? Nấp miết rồi, không hiểu đi lòm nên đi, không hiểu đi lòm nên đi chơi nữa đó. Nấp miết rồi, cái gác nữa. Sáng giờ nó chưa lòm luôn rồi. Thôi chị, nói như điếc không sợ súng á. Mày giống chị nhà thứ hai đó. Nó trời trời mệt lắm. Đi lò mà ăn mặc đồ gì mệt thôi.
Đi đâu ông, đi đâu đây ông chẳng nói rồi. Chẳng hết không? Cái đó tẩy nhọt gì máy kìa, có nhọt trong máy kìa, cứ kè được. Mình lấy là anh kia cho.